Lâu 1 2 4 5 6, đêm 1 2 3 4 5 6, lâu 1 2 3 4 5 6. Xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ đến với một cái clip clip mới. Đây là một bộ âm thanh mình lắp cho một bạn đi làm show. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ âm thanh này để cho các bạn nào muốn lắp đặt, ví dụ như là cho dịch vụ của mình, cho quán của mình, hay cho những cái vấn đề đi làm show hoặc là hát với nhau như thế nào đó. Thì có những cái bộ âm thanh đó, nó làm sao nó phải gọn và hiệu suất của nó đạt được trong cái nhu cầu đó. Đây các bạn ha. Thì cầm cái micro nói lớn quá. Giang đứng đây quay cho mọi người coi thêm bộ âm thanh thôi. Thì bây giờ trước khi vô cái vấn đề và nói về cái dàn âm thanh này á, thì mình sẽ nói về tại sao mình không dùng array. Tại sao lúc nào mình phải dùng array và như thế nào mình phải dùng loa phone. Nó chỉ có một cái nhu cầu đơn giản như thế này các bạn, là mình làm sao cái âm thanh của mình nó phủ đều cho cái nhu cầu, cái không gian của mình là cái hiệu quả nhất. Thì khi mà các bạn cần thổi, có nghĩa là khi mình nghĩ tới mình setup âm thanh để mình thổi cho nó xa, mình không lắp đặt cái âm thanh surround vòng vòng, tại vì mỗi cái loa nó có cái khoảng cách khác nhau á, thì nó sẽ sinh ra delay. Thì với array là người ta bố trí từ trên sân khấu, người ta thổi xuống ở khu vực xa nhất hàng mấy chục mét đó. Điều đó nó sẽ giúp cho cái loa array này chỉ đạt ở trong cái nhu cầu dùng để thổi. Có nghĩa là cái loa array này nó sẽ quýnh cái góc của nó làm sao mà cho cái âm thanh nó đi xa nhất, mà mình không phải bố trí loa vòng vòng để cho nó sinh ra delay ở giữa cái tiếng trước tiếng sau các bạn ha. Thì với full, với loa full thì như thế nào? Thì với một cái loa full đấy, thì ví dụ như là mình quýnh ở trong nhà đi, hoặc là cái show của mình là những là cái show đám cưới nhỏ khoảng tầm 20-30 bàn nha, hoặc là thậm chí 40 bàn vậy đó. Thì mình không cần phải thổi nó quá xa quá mạnh, hoặc là mình để cái là array gần quá hoặc thấp quá nó sẽ thổi vô những cái khách, thì nó như vậy nó sẽ rất là có những cái không tốt các bạn ha. Nó làm cho nó ồn, hoặc là cái hiệu suất hay là cái độ dày âm thanh ở cái khu vực gần đó nó không có đạt được cái sự tối ưu. Thì như vậy thì người ta vẫn sản xuất ra những cái dòng loa full để mình đáp ứng những cái vấn đề, ví dụ như là mình đi show, ví dụ như là nhỏ gọn, mình không cần khung treo và mình có thể lắp đặt, mình khiêng rất là dễ, mình có thể lấy hai cái tay mình có thể khiêng nó lên ha. Thì đó là như vậy. Thì trước khi vô cái nói về dạng âm thanh, thì mình muốn nói sơ về cái điều đó. Để hiệu suất ở một không gian nhỏ hơn, ở cái nhu cầu nhỏ hơn, thì mình nên sử dụng loa full để mình đạt được cái độ dày, độ cái sự rộng của cái âm thanh ở trong cái khu vực nhỏ các bạn. Đó, như vậy thì rất là tốt và dễ lắp đặt, dễ vận chuyển nữa. Ví dụ như là mình có thể đứng gần được, mình có thể hát được mà mình không có sợ những cái góc của loa array nó nhỏ quá mà nó có thể làm mình không nghe được. Ví dụ như những cái loa phone như vậy á, thì giúp cho người hát người ta nghe rõ hơn ở khu vực nhỏ gọn như vậy. Thì đây là một cái bộ âm thanh mà mình thật cảm giác rất là ưng ý đấy, khi mà mình quyết định mình lắp đặt và mình giới thiệu, mình tư vấn với khách hàng của mình. Thì bạn này dùng bộ âm thanh này để đi làm quán đó. Thì làm quán thì chỉ cần đơn giản như thôi, từ trên sân khấu mình quýnh xuống làm sao cái hiệu suất nó tốt nhất. Có hai cái sub ở đây. Một cái loa, nó còn một yếu tố nữa là
mình khi mình làm một cái loa sân khấu đấy thì mình phải hiểu được rằng là giữa cái loa mà quýnh cho cái phân khúc chuyên nghiệp và cái loa quýnh cho những cái vấn đề cũng là loa loa 4 tấc mình rác với một cái loa chuyên nghiệp dùng để đánh thì nó khác nhau cái điểm nào các bạn ha? Cũng là những cái loa mà dạng 4 tấc, các bạn có thể thấy những cái loại loa nó nhỏ gọn thôi mà cái hiệu suất nó rất là tốt. Có những cái loa nó lớn nhưng mà mở lên thì rất là rè và dễ bị nát âm. Thì thật ra á, giữa một cái loa phân khúc chuyên nghiệp để làm show và một cái loa bình thường để mình cao kê hoặc là ở trong thị trường, nó có khác nhau đó các bạn. Nó khác nhau ở đây á, là như là những cái clip trước mình đã từng đề cập tới á, là sự khác nhau giữa loa chuyên nghiệp và loa bán chuyên nghiệp, hoặc là khác nhau giữa các loại loa dùng cho hội trường, loa acti như thế nào. Thì đã là phân khúc chuyên nghiệp thì cái loa đó chỉ có một cái điểm là như thế này. Điểm quan trọng nhất là khả năng chịu lực. Khả năng chịu lực là cái gì? Là mình ví dụ về cái loa này là 500W đi, thì khi các bạn đánh vượt ngưỡng 500W thì cái loa này nó là phân khúc chuyên nghiệp thì nó giữ ổn định cho các bạn ở cái phân khúc là 500W, không có bị rè hoặc là nó không bị nát âm hoặc là bị một cái gì đó. Bởi vì cái chất liệu ở bên trong cái loa, bởi vì cái cấu tạo của thiết kế của nhà sản xuất loa, người ta hiểu được cái loa đó nó chịu lực được bao nhiêu, và khi mà quýnh cho sân khấu người ta cần phải độ lớn của nó là bao nhiêu để người ta thiết kế ra cái loa làm sao cho nó ổn định nhất nha các bạn, chứ không phải là mình tạo ra cái loa như thế nào để cho bass nó dọa nhất hoặc chép nó dọa nhất. Điều đó là không phải đối với một cái loa phân khúc chuyên nghiệp các bạn ha. Cái loa để mình nói cho các bạn thấy cái chữ nasal ở đây ha, nó không phải loa nasal rồi các bạn. Đang có mở nhạc hả? Thì nó không phải là cái loa nasal đâu, cái loa này là cái vỏ thùng của nasal. Đấy, Giang quay sát lại cho các bạn. Mặt lưới có chữ nasal ở đây các bạn. Rồi, mình thấy ha, rất là nhỏ gọn. Thì cái mẫu thùng này nó rất là gọn các bạn. Thì mình ứng dụng cái kỹ thuật của bên mình, kỹ thuật Đại Thiên Ngân, là kỹ thuật làm sao mà cho cái chép nó đừng có bị chói quá, mình mở lớn cho chép nó không bị thổi quá. Đó là kỹ thuật của Đại Thiên Ngân từ xưa đến giờ. Mình cố gắng làm sao mà mình lựa chọn cái sản phẩm làm sao mà cho nó ổn định nhất cho các bạn. Có những cái loa đó mình mở bình thường thì bass chép ra đầy đủ, nhưng có những cái loa đó thì mình mở lên một cái đó, thì chép nó ra quá nhiều dẫn đến nó chói, nó hú ha. Thì cố gắng mình làm sao cho các bạn đi show làm sao ổn định nhất. Cái đó là đặc điểm của loa Đại Thiên Ngân các bạn. Cái cấu hình này thì mình đã làm rất là nhiều từ nhiều năm trước rồi. Mình không biết, chắc nhớ mình làm nghề chắc gần chục năm rồi các bạn. Gần chục năm nên cái mỗi năm thì mình đều có những cái sự tích lũy kinh nghiệm để làm sao mà cho cái sản phẩm mình nó tốt nhất. Thì cái đây là bộ cho các bạn đi nhu cầu đi làm show mà sao nhanh lại vốn nhất, tại vì nó thực ra nó là sản phẩm của Việt Nam của mình ha. Ngoài ra mình có thể lựa chọn những cái phân khúc, ví dụ như là tối lưu hơn là mình có thể chọn những cái sản phẩm loa nhập khẩu chất lượng cao, mình vẫn có thể lựa chọn thêm những cái phân khúc đó các bạn. Thì thật ra những một cái loa nhập khẩu mà ở phân khúc chuyên nghiệp nó sẽ mang cái sự yên tâm hơn cho các bạn làm show. Nhưng mà ở cái vị trí mình ở đây thì các bạn tùy cái mức đầu tư, ví dụ như là cái mức đầu tư của mình chỉ là thấp thôi, dưới 100 triệu ví dụ, thì mình cũng sẽ lựa chọn những cái phân khúc loa lắp ráp, nhưng mà lắp ráp như thế nào để nó đạt cái sự ổn định nhất ha. Cái đó là cái mà mình muốn gửi gắm cho khách hàng của mình các bạn ha. Thì nhân tiện có cái bộ âm thanh này ở đây thì mình sẽ nói lại cái vấn đề chuyên sâu hơn về vấn đề về giữa loa phân khúc chuyên nghiệp như thế nào, loa lắp ráp như thế nào, loa array như thế nào. Hy vọng là với cái sự chia sẻ của mình, các bạn sẽ một phần nào đó các bạn có thể có những cái tìm hiểu, và có thể cái đó là coi như là một cái tham khảo các bạn ha. Rồi thì
Thì đó là cái clip nói. Thì tí nữa thì mình sẽ demo cho các bạn nghe thử cái dòng cái bộ sản phẩm này. Thực ra cái những cái sản phẩm này đã có test outdoor cho những cái nhiều năm trước, mình đã có test outdoor, mình có clip rồi các bạn ha. Thì bây giờ mình đã indoor như vậy cũng không vấn đề gì, quan trọng là khi mà ra ngoài trời nó chịu lực được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.